Cơm đẹp nha anh em. Tiễn cho khách tân hưng nha. Cái hồ thái nó đẹp lắm. Hồ này là tôm thái nè anh em ơi. Đấy, đây là hồ tôm thái. Anh em nào mà cũng băn khoăn từ 4-5 ngày nữa bắt lụm ngay cái hồ này rồi biết luôn.